Dạ sư ơi, con có một đứa con năm nay 12 tuổi, bé học không tập trung, sư hoan hỷ giúp con cách nào cho bé có thể yên tịnh và tập trung hơn. Bé hơi tăng động xíu. Sư không biết cái xíu của quý vị là cái xíu cỡ nào á. Tại vì sư cũng gặp một số trường hợp quý vị nói nó hơi tăng động chút xíu à. Mà phải nói là sư thấy nó chạy từ đầu chùa tới cuối chùa, nó chạy hết tốc độ mà quý vị kêu nó tăng động chút xíu, sư cũng không biết chút xíu của quý vị là cỡ nào nữa. Cho nên cái này để bác sĩ họ quyết định nha, chứ không phải sư quyết định hay quý vị quyết định nha. Trong trong trường hợp á, mà một số trường hợp không phải tất cả nha, thì việc thực hành thiền chỉ có tác dụng giúp cho đứa bé có thể khả năng tập trung, nhưng điều quan trọng là đứa bé nó phải phối hợp. Còn giống giống như tất cả các cái phương pháp trị liệu thôi, đòi hỏi người bệnh phải phối hợp. Còn nếu như đứa bé nó không phối hợp thì cũng chịu thua. Cho nên là việc hành thiền thì có thể giúp cho một đứa bé tăng động, sẽ kiểm soát được tâm của mình và thân của mình, nhưng với điều kiện là có sự phối hợp. Còn nếu như không có phối hợp thì không có sử dụng được nha. Nếu không phối hợp thì chỉ có tới bác sĩ thì có thể bác sĩ chích cho mũi thì nó mới chịu phối hợp, chứ còn không thì không phối hợp được. Cho nên là cái này còn tùy, nên hỏi ý kiến của bác sĩ.